hồi sáng này ông anh ông bán ếch giá 48 ngàn mà lỗ mà cách đây 4 ngày ông anh ông bán có 44 000 à mà không có lời bà con thấy đó là một cái nghịch lý không nhiều khi mình không tìm hiểu không phải gian chân nuôi mình thấy nó là một thực sự nó là một cái nghịch lý rất lớn mà con nhưng mà nếu mà bà con biết á việc nói bây giờ á bà con nuôi ếch á cái vấn đề giá bán nó không phải là cái yếu tố quan trọng tiên quyết quyết định một cái vụ ếch chúng ta thành công hay không ngày xưa giá ếch là quan cực kỳ quan trọng chỉ cần nuôi ếch có giá thì sẽ lời không có giá là sẽ không lời nó bởi vì ngày xưa là con ếch rất dễ nuôi như bà con biết cái con ếch bây giờ là bây giờ khi bà con thả giống là phải gọi là dường như là một trăm phần trăm đều phải hao gọi là một điều như là hao ít hoặc hao nhiều hay không thôi hao ít hoặc hao nhiều thôi nên năm giá tại sao việc lại ra cái bộ sản phẩm là giữ đồ con không phải là việc làm video này mà để việc cố tình việc quảng cáo việc bán thuốc nhưng mà việc nói mà con á khi bà con thả con ếch về bà con biết trong quá trình việc nói rồi trong chạy ếch người ta cũng phải xử lý rồi trong quá trình đó người ta chụp người ta lựa rồi trong quá trình người ta vận chuyển đến cái ao bà con thì trong quá trình đó con ếch rất là stress và mệt và bên cạnh đó là từ cái môi trường từ cái bể bạc mà xuống cái môi trường ao là nó thay đổi môi trường hoàn toàn chính vì vậy mình mới ra một cái giải pháp chính là cái bộ giữ con cho con ếch và nghĩa là cái bộ đó vì ông chia sẻ rồi bộ giữ con sử dụng đó được 100.000 con thì cái bộ đó việc cũng đã chia sẻ rất nhiều clip rồi nhưng mà việc muốn nói với bà con một điều nè cái thành bại của việc nuôi ếch bây giờ nó chính là giữ đầu con hay không giống như ông anh mình nói ông bán 48 000 mà ông thả 280 000 ông bán có 7 tấn ếch nè còn trong khi á ông kia ông thả không biết bao nhiêu nhưng mà ông bán giống như bây giờ ông bán một mùng tương đương có 300 kg 400 kg còn trong khi người ta bán 44.000 một mùng người ta được 700 kg 800 kg thì thực sự cái giá trị và con tính thì nó có sản lượng người ta tăng gấp đôi nên giá người ta thấp hơn có mấy ngàn nên năm ra cái chuyện lời là chuyện rất chi bình thường nên năm ra là cái yếu tố bây giờ là tiên quyết là bà con phải làm sao giữ được đầu con tốt nhất có thể do đó ngày xưa cái bà con cứ nuôi ếch bà con chờ đến khi bà con thả xong chờ đến khi bà con ếch bà con hao sau khi ít bà con hao xong, bà con mới bắt đầu tiến hành sử dụng thuốc để bà con điều trị. Thì con biết nè, điều trị nếu mà may mắn chúng ta trúng cái phát đồ điều trị thành công liền thì cái con ít chúng ta nó qua nó khỏe. Thì đa số bà con thấy là con bày ếch nó sẽ đạt. Nhưng mà nhiều khi bà con trúng cái bày mà cái trại người ta xài thuốc nhiều bà con đánh thuốc xuống ngày thứ nhất, ngày thứ hai nó không giảm. Sau đó bà con đổi cái liệu trình, có thể nó hết hoặc không hết nếu mà nó không hết nữa thì tới ngày thứ tư thứ năm thứ sáu dường như ở chúng ta nó chỉ còn nửa vèo thôi thì mà những thằng ếch còn nửa vèo như vậy mà con nuôi nó không bao giờ nên thân lên hình gì hết và thứ đó mà con thấy thì chính vì vậy đầu con nó giảm thì bà con nuôi không có sản lượng thì sẽ có bà con dồn mùng lại bà con có một số bà con nản bà con để bà con nuôi thua luôn thì bà con thấy một bài ếch hao bài con ếch không đạt năm ra bà con nản bà con chăn lớt lớt năm ra cái sản lượng không có nên năm ra là bài ếch của chúng ta không đạt Chính vì vậy việc nói cái tiên quyết đầu tiên là bà con phải giữ đầu con mà giữ đầu con cách nào là chúng ta cải cần phải phòng ngừa khi con ếch về là nó yếu thì chúng ta phải phải biện biện pháp là tạt thuốc chuyển cá để tăng sức đề kháng và giai đoạn đó khi về là chúng ta cần cần ăn men tỏi dưỡng gan để cho con ếch nó hấp thu và thứ hai nó nó thích ứng được cái môi trường của chúng ta và sau đó chúng ta mới bắt đầu tiến hành ngừa đường ruột và đặc biệt khi con ếch trong giai đoạn từ 5 đến 7 ngày là cái giai đoạn đó hao giai đoạn đó bà con phải cực cực kỳ quan trọng nhiều khi giai đoạn bà con khi con ếch xuống địa bà con giai đoạn 3 ly 4 ly 7 ly 8 ly giai đoạn lớn đó. khi mà nó bệnh bà con hao không bao giờ hao nhiều ví dụ bà con điều trị không đúng phát đồ thì nó hao lai ra không có hiện tượng hao nhiều nhưng mà đến giai đoạn mà giai đoạn mà sau từng 5 ngày 7 ngày mà con ếch chúng ta mà hao bà con chuẩn đoán không chính xác bệnh nha mà con chẩn đoán không chính bệnh cấp không đúng thuốc là giai đoạn đó nó nó sẽ tổn hại cái bài ít này rất nhiều do đó nếu được có điều kiện giai đoạn từ 5 đến 7 ngày nếu mà bà con ở khu vực nào thì bà con nên đến những cái trung tâm thì người ta sẽ xét nghiệm con ếch người ta sẽ cấp thuốc đúng vào trường hợp như mình nó sẽ hiệu quả chứ bà con đừng theo những cái theo những ngày xưa giống như bà con thấy ếch triệu chứng đó bà con lấy thuốc đó bà con cho ăn bà con cho ăn xong nó không hết chứ là bà con chủ động bà con đổ thuốc khác nữa bởi vì bà con biết á, bà con đến những trung tâm á, thì họ có thể có điều kiện máy móc họ dạy phẫu họ xét nghiệm và đặc biệt là họ có kinh nghiệm họ tiếp xúc và thứ hai là họ điều trị hàng ngày điều trị hàng ngày và có điều kiện là ừ hôm nay cái nhóm bệnh này người ta điều trị góc thuốc này điều trị kia, nghĩa là cái kinh nghiệm điều trị của người ta sẽ có nên năm gá nó sẽ nâng cao hiệu quả hơn trong quá trình điều trị và đặc biệt người ta cũng có thể cập nhật được những cái nhóm thuốc mới vì không nói đa số nhiều bà con á, vụ cũ thuốc gì quýnh hiệu quả cái vụ này bà con lấy đánh nữa mà thứ hai á, nhiều khi á, người ta cộng hai loại thuốc này bắt đầu và nhiều khi ở nhà có thuốc bà con hay đổ vô đổ vô giống như cái một cái lẩu sà bằng vậy đó giống như bà con thấy hai loại ba loại đổ vô cái đầu thấy bịch kia để xuất huyết càng thần một bà con đổ vô nhưng mà bà con không hiểu được cái dược lý của cái thuốc bà con hãy không, không hiểu được dược lý bà con cộng đâm ra là thuốc nó mất tác dụng nó mất tác dụng những loại thuốc đó nó không nó không có cái tác dụng mạnh thứ nhất đã sử dụng không đúng thuốc rồi mà mặc dù nếu mà may mắn mà con sử dụng đúng cái loại thuốc đi mà con sử dụng đúng đúng loại thuốc đó nhưng mà cái loại thuốc đó nó cộng thêm một loại thuốc khác nữa nó sẽ làm giảm cái tác dụng bởi bà con biết mỗi thuốc nó sẽ có một cái cơ chế diệt khuẩn khác nhau do đó việc luôn luôn khuyên bà con là thứ nhất nếu có điều kiện đến những trung tâm xét nghiệm để có thể họ tìm hiểu được cái bệnh cá và mớ còn nhiều bà con phương xa thì bà con có thể gửi hình cho việc thì việc xem thì việc sẽ tư vấn cái cái công thức cho bà con và khi thả ít về bà con cần phải có một cái biện pháp đó chính là làm sao để giữ đầu con của con ít bà con tối thiểu việc chia sẻ ở đây có thể nhiều bạn ở ừ, ông này không muốn chia sẻ để ông làm À, việc để ông bán thuốc ông có thể nhưng mà bà con thấy tất cả những việc mà từ đó giờ việc chia sẻ đây là những cái việc việc đúc kết những cái kinh nghiệm của mình tiếp xúc làm hàng ngày và việc chia sẻ anh đây bà con có quyền nghe và không nghe bà con có thể làm theo và không theo việc đâu bây giờ việc ép được bà học ông phải làm theo tôi bà phải làm theo tôi nhưng mà việc muốn những cái kiến thức kinh nghiệm của mình đã được trải nghiệm ở đây việc chia sẻ đây để giúp ích những bà con nào mà muốn đi vào cái nghề mà nuôi ếch thì bà con có thể có được cái nhìn tổng quan bà con có thể biết được cái dấu hiệu nhận biết bà con biết biết được cái phương pháp nào để chúng ta có thể giữ đầu con của ếch con bị 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 gì biết nói bây giờ rất là nhiều bà con khi mà con tìm đến việc việc nó ở chỗ tôi á là không không người ta coi cái chuyện toàn là bán thuốc thủy sản nhưng mà người ta chuyên không chuyên gì con ếch người ta không biết gì con ếch thứ hai là những cái thuốc đó không chuyên gì hết và đặc biệt đó, là khi mà tôi đi xuống đó tôi mua thuốc thì người ta không biết tư vấn cái gì người ta không biết sử dụng thuốc gì và dành cho con ếch và người ta không biết mổ sẽ người ta không biết nhận, đòi, nhận định bệnh nhiều đôi lúc bà con gửi hình cho việc 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 tư vấn cho bà con được bệnh thì bà con có thể tìm những chỗ nào bà con mua được cái thuốc bà con điều trị hoặc giả là bà con khi bà con ở ừ, biết về con bà con có thể nhìn bà con biết con ếch tôi bị xuất huyết dịu gan thì bà con có thể đến những cái cơ sở bán thuốc ừ bây giờ chú ơi bán thuốc cho tôi là con ếch tôi bị gan bị thận bị xuất huyết À, hoặc là bây giờ tôi cần dạy sổ trùng lâm con ếch tôi tôi cần giải độc gan con ếch tôi tôi cần mang tiêu hóa tôi cần tăng trọng thì việc chia sẻ này bà con có thể nắm được kiến thức và con có thể tự đưa bà con đi mua những cái thuốc phù hợp ở à, giống như bây giờ ếch tôi bị ghẻ nè bà chú đi mua gờ lưu cho tôi về tôi tạc hoặc là ếch của tôi mà nó bị uh, sướng hơi sình bụng thì chú cấp tôi cái nhóm thuốc nào mà chuyên điều trị đường ruột đó là cái mục đích và cái ý nghĩa của việc muốn chia sẻ trên đây có những bà con xem video của mình rất nhiều nhưng mình đâu khi vào mình ép bà con phải mua thuốc việc chia sẻ ở đây để mục đích là bà con có thể là có cái kinh nghiệm có tài liệu tham khảo để phục vụ trong quá trình chăn nuôi của bà con và con thấy video của mình hay với thì bà con nhớ bấm like và đặc biệt nhớ cho việc một à, được đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha việc hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo